không nhiều nhà. Đầu tiên á, có hơn chục nhà thôi. Nhưng mà cây ruộng thì có nhưng mà không có nước làm. Cho nên người ta bảo, tiếng Mường người ta bảo không có nước để khai lác, trang cỏ lác. Trang cỏ lác chứ là không có nước, lác là nước. Thì là nói theo tiếng Mường cái lác ấy. Nhưng mà anh người Thái thì là bảo lạc. Tức là hai người dân tộc, một dân tộc thì Mường, người Mường, Mường Hòa Bình. Một dân tộc người Thái ở xóm khác đến, thế là bảo hai người lạ. Tiếng Thái là lạ, lạ thì lạc, anh người Thái thì ở liên tục cho đến bây giờ, lâu rồi, lâu đời lắm rồi, chả biết mấy trăm năm không biết. Bản đác là nói tiếng Mường với tiếng Kinh đấy, còn tiếng Thái là lạc đấy, bản đác. Thật khó hình dung, hơn 700 năm trước, nơi đây là một mảnh đất khô cằn, đến mức người Mường phải rời bỏ đi, chỉ còn người Thái ở lại, lập làng, dựng bản. Bản lạc gọi như tiếng Thái, bản của những người lạ, nhưng người dân nơi đây lại thật thân thiện và hiếu khách. Người Thái ở bản Lác trước đây sống chủ yếu dựa vào việc trồng lúa nương, nhưng kể từ năm 93 đến giờ, khi họ được phép đón khách du lịch ở lại, thì nguồn thu chính của họ là từ việc làm du lịch và làm thổ cẩm. Sản phẩm thổ cẩm của bà con không chỉ được bán cho khách du lịch mà còn bán cho nhiều vùng miền khác. Em chào chị ạ. Tâm không? Em chào chị. Chị ơi, cái tấm này là mỗi ngày chị dệt được khoảng bao nhiêu phân? Mỗi ngày tấm này chị dệt được 50 phân. 50 một phân ngày. Một ngày. Thế thì để xong một cái tấm thành phẩm đấy thì thường là mất bao nhiêu lâu? Nó dài bao nhiêu hả chị? Nó dài 1m6. Thì là tầm 4 ngày mới xong. Chị ơi, cái tấm này người ta dùng làm gì hả chị? Ngoài cái khăn trang trí ra mình còn dùng làm cái mặt phà cho con gái nó đi lấy chồng ấy, người Thái ấy. Dùng làm gì hả chị? Là cái mặt chăn ấy. À, mặt chăn. Mặt chăn người Thái gọi là mặt phà. Ừ. Người Thái con gái đi lấy chồng thì phải có hai đôi chăn, hai đôi đệm để đi làm quà cho bố mẹ chồng. Chị ơi, chị để dệt được những cái hoa văn như thế này chị có phải học lâu không hả chị? Có, mình muốn dệt thành thạo cái hoa văn này thì mình phải học với bố mẹ, với mẹ chị đâu. Chị học dệt từ năm 12 tuổi. Con gái Thái thì thấy bố mẹ mình dệt thì mình có thể nhìn theo bố mẹ và làm theo bố mẹ. Người Thái mình thì có bao nhiêu mẫu hoa văn hả chị? Khoảng 10 mẫu hoa văn, cỡ nhỏ, cỡ to, khác nhau. Như chị là chị biết bao nhiêu mẫu hoa văn rồi hả chị? Như chị thì chị biết 5 mẫu hoa văn cơ bản. Cái sợi này là sợi gì đấy chị nhỉ? Sợi bông. Thế mình nhuộm hay là mình mua sẵn những cái người ta nhuộm rồi hả chị? Ngày xưa thì mình phải nhuộm, nhặt bông về xong mình mới cán bông, mới bật bông xong này mới xe sợi, ngâm sợi một tuần, xong mới nấu với nước gạo, mới phơi xong mới nhuộm. Cầu kỳ. Có vậy nó mới đỡ phai màu đấy đúng không chị? Đúng rồi, với lại nó mới bền. Bây giờ thì mình không còn làm như thế nên mình đi mua sợi sẵn, xong về mình xe sợi thôi. Chị ơi, em cũng rất là muốn thử dệt, chị có thể hướng dẫn em một chút được không? Em ngồi vào đây, chị hướng dẫn em dệt. Dạ. Từ đây, em đầu từ đây vừa sang bên này. Chỗ này là cái hoa văn trắng, đây là đường với chỉ trắng đúng không chị? Đúng rồi, hoa văn trắng này là tượng trưng hình con chim. Cái hoa văn tím là tượng trưng con voi. Ôi, cầu kỳ chị nhỉ. Được mỗi một sợi là lại bao nhiêu lần phải luồn sợi như thế này? Mỗi một cái que kia là phải luồn 4 lần mới được một mẫu hoa văn. Đây, không bình tĩnh một chút là có thể lỗi ngay. Đúng rồi. Đấy. Đây, em làm lỗi rồi. Đấy. Chị. Đấy. Chặt tay hay lỏng tay, lỏng tay có ảnh hưởng không chị? Tay chặt tay quá thì nó lại xấu. Xong em gạt đúng không chị hay là chưa? Xong bây giờ là lao con thoi. Vâng. Gạt mặt. Đấy, đúng rồi. Lại cái suốt. Dạ. Vâng, có ngồi tự tay luồn từng sợi chỉ, đưa từng lượt thoi tôi mới thấy hết sự kỳ công của một tấm thổ cẩm. Và quả thực, những tấm thổ cẩm này không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn thể hiện sự chịu thương, chịu khó của người con gái Thái. À, chị Cường ơi, chị xem này.
Nếu mà chị chịu khó dệt một hai ngày nữa thì sẽ được thành phẩm như thế này. À, đây không? Đúng không? Và cùng mẫu. À. Đây là mình đang để mặt mặt trái đúng không chị? Đúng rồi. Đây này. Mình sẽ làm. Đây là mặt phải. À. Đây. Đây là hình người này. Đây là hình con chim. Con chim mà chị. Vâng. Đẹp quá. À, dạ, thế em chào chị, chúng em xin phép đi thăm bản tiếp với chị ạ. Chào các em nhé. Ôi Cường ơi, ở đây có gian hàng lưu niệm hay quá này. Vâng, mình vào xem nhé. Đây là cái gì đấy nhỉ Cường nhỉ? À, đây là cái gọi để được cái cơm nếp ấy, cái xôi. À, em chào anh. Làm bằng tre đấy. Cái đồ này là nhà mình tự làm hay là sưu tập đây hả anh? Vâng, tôi là sưu tập. Anh ơi, những cái khen này có thổi được không hay là chỉ mang tính trang trí thế ạ? Có cái thổi được, có cái thì không thổi được. Vâng, chúng tôi đã có rất nhiều món quà thú vị làm kỷ niệm cho chuyến đi này. Chia tay với bản lác trở về Mai Châu Lóc, tôi quyết định tham gia lớp học làm món ăn của người Thái. Buổi học bắt đầu bằng việc đi chợ, lựa chọn thực phẩm. Hướng dẫn cho chúng tôi là chị Châu, bếp trưởng của Mai Châu Lóc. Chị vốn là người Thái ở Mai Châu. Sau một trận mưa thì ông này người dân sẽ đi nhặt. Nghĩa là theo mùa này. Nghĩa là chỉ mùa hè mới có thôi hả chị? Ta bó lạ thế hả chị? À, đây không phải là hành em bóp, đây là củ kiệu. À, củ kiệu á? À? Em mới chỉ nhìn thấy kiệu muối ở Hà Nội thôi. Em chưa nhìn thấy cái củ kiệu mà còn nguyên lá như thế này. Em đã tưởng là hành. Dân ở đây trồng trên núi, có cái này tươi thì ăn sống. Ăn sống ạ? À? À, em chưa bao giờ ăn kiệu sống bao giờ. Ăn kiệu sống cũng như ở trên nhà Thái trên này họ thay cho cái nước chấm. Như củ kiệu này. Ớt này, lạc này, giã cùng với nhau, xong rồi bắt chanh, ép nhái các thứ đấy, cho củ kiệu rồi đem đồ, đem cho vùi đống rau. À, cho nó. Tuy là vào buổi chiều, nhưng chợ vẫn khá đông. Điều này phần nào cũng cho thấy sự sầm uất của thị trấn Mai Châu. Đến chợ người ta phần nào hiểu về văn hóa, kinh tế của vùng đất đó. Cũng vì vậy mà rất nhiều khách du lịch, cả Tây lẫn ta đều thích dạo chơi trong chợ. Loại rau thơm thì phải chọn như thế nào thì ngon hả chị? Cả lá cả cuộn, không to không nhỏ. Theo hướng dẫn của chị Châu, chúng tôi chọn một số nguyên liệu cho buổi học nấu ăn. Nhờ chị, tôi cũng có thêm một số kiến thức trong lựa chọn thực phẩm. Trong buổi học nấu ăn này, tôi sẽ học một số món ăn mà người Thái thường làm vào những dịp lễ Tết. Đó là món cá bọc lá chuối hấp và món thịt xiên nướng theo kiểu của người Thái. Tôi biết chị Châu vốn tốt nghiệp trường nấu ăn Hoa Sữa. Tuy nhiên, những món ăn này chắc chắn cả chị và Cường đều làm rất thành thạo vì đã quá quen thuộc. Châu ơi, cái món cá hấp này tiếng Thái gọi là món gì hả chị? À, tiếng Thái gọi là pa nứng.
ta nứng. Nứng là hấp nhỉ? Nứng là hấp. Mình sẽ xếp hai cái. Là mình cảm thấy rất là nóng lòng để thử thưởng thức xem sản phẩm của mình hôm nay như thế nào. Bữa tối của chúng tôi hôm nay thật đặc biệt, vì đó là bữa tối do chính tay chúng tôi tự làm. Những món ăn thật ngon, không chỉ vì cảm giác tự tay làm, mà vì người Thái vốn rất tinh tế trong ẩm thực. Rất là ngon. Còn cá hấp rất là ngon Cường ạ. Cái vị của nó có mùi thơm của lá chuối, ngoài cái vị gừng, vị xả ra nó còn có vị của lá chuối. Đúng là mình chưa ăn món này bao giờ, mình thấy rất là ngon. Và cái lễ cơm mới của người Thái phải có cái món cá hấp này chị ạ. Sau những cái vụ mà mình gặt xong ấy, sau những cái vụ mùa bội thu, mình sẽ tổ chức cái lễ cơm mới để cái dâng cúng lên cái tổ tiên. Lễ cơm mới tức là sau mùa gặt đấy đúng không? Thế chị một năm tổ chức mấy lần? Hai lần. Là khoảng tháng mấy nếu như ở vùng Mai Châu này? Vùng Mai Châu thì mình mùa gặt là tháng 6, thì mình tháng 7 sẽ tổ chức. Là tháng mấy nữa? Tháng 11. Rồi, tối đêm phải sáng. Buổi tối ở Mai Châu không hề buồn tẻ, vì dù vào bản hay ở ngay tại Mai Châu Lốt, du khách đều được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của các chàng trai, cô gái, người địa phương. Men rượu cần làm cho du khách thêm say lòng với những điệu múa xòe của các cô gái Thái. Mới đến Mai Châu một ngày, nhưng tôi đã có bao trải nghiệm thú vị. Và tôi biết rằng, trên những triền núi mây trắng vắt ngang, nơi những bản làng vùng sơn cước Mai Châu này, vẫn còn rất nhiều điều đợi chúng ta cùng khám phá.